Ủa, Việt Thi, bà tới đây làm gì? Thì tôi tới thăm ông nè. Sẵn có một bánh tráng trộn ở đầu hẻm mà chỗ tôi với ông hay ăn á. Vậy cảm ơn bà nha. Có gì đâu cảm ơn, tôi với ông là bạn mà. Mà Việt Thi này, sao tự nhiên bà nói chỗ ở của tôi cho Hana biết? Tại vì Hana lo lắng cho ông lắm, cho nên tôi không nói thì... Sao bà không giữ lời hứa với tôi à? Chẳng phải tôi với bà đã hứa với nhau là không nói cho ai biết rồi mà. Tôi xin lỗi Winner, nhưng mà không phải là chỉ riêng mình tôi lo lắng cho ông, mà còn có cả chú Khiêm, mẹ ông, Regina, Kira, Mon, Kenji, Hana nữa chứ gì. Vậy là tất cả những ai quan tâm tôi, bà đều nói cho họ biết chứ gì. Tôi xin lỗi Winner, nhưng mà Hana lo lắng cho ông thật sự. Hana cũng đã giữ lời hứa với tôi là sẽ không nói cho ai chỗ ở của ông nữa. Ngay cả bà còn không giữ được lời hứa với tôi, thì bà mong bà ấy giữ hơn lời hứa cho bà à? Winner, Hana lo lắng cho ông thật sự á. Việt Thi à, bà đừng cố đẩy tôi ra người khác nữa. Chẳng lẽ bà không biết là tôi... Winner! Ủa Hana, bà tới đây à? Tôi tới đây rủ ông đi ăn bánh tráng trộn nè. Ủa, Việt Thi? Hả? Tới đây chi vậy? Tôi tới đây để... Tôi tưởng giờ này bà phải đi hẹn hò với anh Khoa khóa trên chứ. Cái gì? Việt Thi có bạn trai rồi à? Vậy là Winner không biết rồi. Việt Thi nhà mình nó sướng lắm luôn á. Trời ơi, nào là được người ta tỏ tình trước mặt mọi người, rồi xong giờ ra chơi còn xuống trò chuyện, xong dắt đi mua đồ ăn, thức uống. Dễ thương lắm luôn á. Tôi còn ghen tị mà. Đúng không Việt Thi? Việt Thi à, giờ tôi đã hiểu vì sao bà đối xử với tôi như vậy rồi. Sao còn không mau về mà hẹn hò với người ta luôn đi, còn đứng đây làm gì nữa? Winner, tôi... Thôi, đừng có thương hại tôi nữa, tôi rất ổn. Ủa, ông kéo tôi đi đâu vậy Winner? Anh Lâm này, nếu mà một người mà mình thích ấy, có người yêu rồi thì mình có nên níu kéo không? Hay là mình cho người thích mình một cơ hội? Hóa ra là chuyện tình cảm. Ê, không phải chuyện của em nha. Không phải em đâu á. Thì chuyện của người ta, vậy liên quan tới tao, tao cho ý kiến làm gì? Thì chuyện của em á, anh cho em lời khuyên đi. Hãy làm theo con tim mình mách bảo. Nhưng mà nhỡ mình làm theo con tim mách bảo sai trái của ông anh? Theo anh, trong tình cảm không có đúng và sai. Níu kéo hay là cho người ta một cơ hội, đó tùy thuộc vào em thôi. Nhưng mà nhỡ thất bại thì quê lắm á. Tại sao không hãy thử một lần đi, cố gắng hết sức để mình níu giữ tình cảm mình. Mà anh em hiểu quá ha. Cũng lạ nha. Từ hôm em qua nhà anh đến giờ á, không thấy bạn gái anh tới chơi. Bộ anh chưa có bạn gái à? Đã từng. Em xin lỗi. Em không có ý làm anh buồn. Thôi, không sao đâu. Đừng oán tao. Hãy nhớ lời tao nói. Nếu muộn quá, hối tiếc cũng không kịp đâu.